Xin chào, tôi là Jean-Philippe Ellinger. Tôi làm việc với ông Quỳnh tại Đại học Thăng Long và chúng tôi đang thực hiện một loạt các module về tinh thần doanh nhân và sáng tạo khởi nghiệp với sự tài trợ của AOF. Để làm điều này, chúng tôi sẽ dựa trên một số tài nguyên giáo dục được sản xuất vào cuối năm 2015 và được dạy ở Đại học Thăng Long bằng tiếng Anh cho đối tượng sinh viên cao học. Và chúng tôi sẽ sử dụng những tài liệu cơ sở đó để làm các module bằng tiếng Pháp dựa trên nền tảng tài liệu đã được hoàn thành cùng với ông Quỳnh và một nhóm trợ giáo. Cuối cùng đã phát triển một module bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Thực tế, hôm nay chúng tôi làm phần tiếng Pháp của module này cho những người học tương lai ở Đại học Thăng Long. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng thật ra chương trình này dựa trên các module khác nhau đã được thực hiện nhằm giới thiệu tinh thần kinh doanh và tiến hành khởi nghiệp. Tất nhiên, bạn cần một số kỹ năng cứng như tiếp thị, tài chính, quản lý đội ngũ, truyền thông để có thể được thực hiện module này. Nhưng quan trọng ở đây là tinh thần cần phải được phát triển để thành lập một doanh nghiệp hoặc để khởi nghiệp. Nó dựa trên những kỹ năng cứng, nhưng nó cũng đòi hỏi rất nhiều khả năng. Tôi xin lỗi, tôi không thích dùng thuật ngữ tiếng Anh này, soft skills, các kỹ năng mềm, đề cập đến một cách nhất định, để làm mọi thứ một cách nhanh nhẹn. Tôi xin lặp lại rằng đây không phải là một khóa học tiếp thị hoặc một khóa học tài chính. Nó cũng không phải là một khóa học giao tiếp. Nhưng module này dựa trên những kỹ thuật khác nhau để bạn có thể thực hiện được một dự án của bạn. Vì vậy, trên thực tế, như tôi đã nói với bạn, khóa học này là một sự khởi đầu, một lớp giới thiệu để giải thích cho bạn những gì phải được tính đến để khởi nghiệp, và nó cũng là một công cụ huấn luyện để huấn luyện các nhóm học về cách tạo ra một dự án, thành lập một công ty hoặc khởi nghiệp ảo. Tuy nhiên, chúng ta sẽ ít dùng chức năng này trong lớp trực tuyến. Trong thực tế, rõ ràng chương trình này đã được phát triển trên một số thông tin được sưu tập, những gì có thể thu được thông qua các mô đun khác nhau mà tôi đã được giảng dạy, những gì có thể tìm thấy trên mạng, và tất cả các thông tin đó đã được cấu trúc hóa, được dịch, tổ chức bởi ông Quỳnh và nhóm Việt Nam, cô Hoa, anh Tùng, dưới sự kiểm soát của tôi để có thể thiết lập mô đun này với các bản dịch và các trường hợp thích hợp. Đây là CV ngắn của tôi. Tôi là Jean-Philippe Ellinger. Tôi là giám đốc một công ty được gọi là Chiến lược Việt Pháp, với mục đích chính là giúp hợp tác giữa các tổ chức SME, SMI, Pháp và Việt, và cũng là bao gồm khởi nghiệp. Để làm như vậy, tôi đã phát triển một nền tảng với một dự án khởi nghiệp được ấp ủ trên cao nguyên Saclay tại Incoop Alliance. Tôi sẽ có một bài thuyết trình dành riêng cho hệ sinh thái các vườn ươm tại Pháp ở trong khóa học này. Tôi là giáo viên tại Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Tôi cũng là giáo viên tại CNAM về quan hệ nghề nghiệp, chính ra là để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thế giới kinh doanh và biết cách gia nhập vào một doanh nghiệp nhằm vào khả năng làm việc. Và tôi cũng là giáo viên tại trường Đại học Thăng Long. Về bằng cấp của tôi có một bằng cấp trường kinh doanh sau khi làm việc. Tôi đã là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó tôi bảo vệ luận án của mình vào năm 2005 tại Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Và bên cạnh đó, tôi có một bằng MBA về tình báo kinh tế, và tôi cũng đã trải qua một khóa cấp chứng chỉ của Viện Nghiên cứu Cao cấp Quốc phòng Pháp. Tôi đã lập gia đình và có 3 con gái. Về quá trình nghề nghiệp, tôi bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam tại ngân hàng Credit Lyonnais. Sau đó tôi tiếp tục làm việc tại Đại sứ quán Pháp từ năm 1995 đến năm 1998. Tôi đã khởi nghiệp đầu tiên với Hiệp hội các nhà báo Việt Nam, với mục đích phân phối thông tin kinh tế cho các công ty nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Khách hàng đầu tiên của tôi là Alcatel.
tôi được tuyển dụng để chăm sóc các mối quan hệ và quản lý với dự án của Alcatel tại Việt Nam. Và sau đó tôi đã trở lại Pháp, tiếp tục làm việc cho Alcatel. Tôi rời Alcatel vào năm 2013, bởi vì tôi cùng với 4 đồng nghiệp đã thắng trong một cuộc thi về khởi nghiệp nội bộ, cho phép chúng tôi được ấp ủ tại Incoop Alliance, vườn ươm cao nguyên Sắc Lây, nơi tôi tiếp tục dự án và khởi động một dự án mới về Việt Nam là Việt Pháp Strategies. Chương trình cơ bản của khóa học này một lần nữa là nhằm cung cấp cho các bạn những ý tưởng về cách phản ứng khi muốn tạo lập một công ty mới hoặc tiến hành một dự án khởi nghiệp. Vậy, tôi kể cho các bạn một câu chuyện. Tôi sẽ dựa trên một bài thuyết trình khác đã được trình bày. Tôi sẽ trích dẫn các nguồn của tôi, mà tôi đã tùy biến chúng một chút để tạo ra một tầm nhìn, một câu chuyện về một startupper. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét tất cả những gì có liên quan đến bài thuyết trình một cách hiệu quả. Thuyết trình hiệu quả, một lần nữa, tôi đang ở đây. Chúng ta sẽ đề cập cụ thể hơn về một bài pitch. Bạn ở đây để thuyết phục, bạn ở đây để gây ảnh hưởng, bạn ở đây để nói với mọi người ý tưởng của bạn là gì, chia sẻ ý tưởng của bạn và đảm bảo rằng mọi người sẽ tán thành ý tưởng của bạn. Vậy, bạn phải học cách giao tiếp có hiệu quả. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét qua một số điểm nhất định. Sau đó, chúng ta sẽ xem cách quản lý nhóm của bạn, team của bạn. Xin lỗi, tôi đã dùng tiếng Anh. Đội nhóm là một trong 3 điểm quan trọng quyết định đến sự tồn tại của một startup. 3 lý do cho sự thất bại khi khởi nghiệp là: 1. Không có thị trường. Ở đây chúng tôi không muốn nói rằng ý tưởng của bạn là không tốt, nhưng ý tưởng của bạn là không đáp ứng được thị trường. Đấy là một ý nghĩa khác hẳn. Chúng ta sẽ xem xét điều đó. 2. Là đội nhóm. Nó không hòa hợp với nhau, nó không ổn định, nó không bổ sung lẫn nhau, vì vậy nó vỡ ra. Và 3. Là bạn không có tài chính, bạn thiếu về tài chính. Vì vậy, đội nhóm là yếu tố rất quan trọng mà không phải luôn luôn được đề cập đến. Thực tế là trong một doanh nghiệp truyền thống, mọi người có thể mang tính chất hoán đổi cho nhau, nhưng tình trạng đó có thể không đúng trong trường hợp đang thành lập một doanh nghiệp. Người ta thường đặt cược rất nhiều vào người lãnh đạo dự án và khả năng quản lý đội nhóm của người đó để dự án thành công. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét quá trình thực tiễn, đó là cái gì đã được thực sự lý thuyết hóa và cuối cùng đã trở thành một mô hình hiệu quả của startup. Nói chung, về cơ bản mà không tiết lộ chủ đề, chiến lược ở các công ty truyền thống là theo hướng mục tiêu, tức là chúng ta có một mục tiêu thì chúng ta sẽ huy động mọi thứ để đạt được mục tiêu đấy. Trong khi ở đây chúng ta đang hướng theo một chiến lược thực tiễn, tức là tôi có gì trong tay và với cái đó thì tôi có thể làm được điều gì. Và sau đó chúng ta sẽ giới thiệu một bài thuyết trình về Incoop Alliance để xem thế nào là một hệ sinh thái và những gì đang xảy ra ở Pháp. Thêm nữa, vì tại thời điểm này đang có nhiều trao đổi liên quan đến các hệ sinh thái của Pháp, các hệ sinh thái Việt Nam và cách mạng chúng lại với nhau. Và chính xác hơn, để cho phép các startup được ấp ủ trong một trong những hệ sinh thái này có khả năng liên lạc với nhau, đây là một thông tin quan trọng cần phải biết. Và sau đó chúng ta sẽ đề cập đến cách chào bán một ý tưởng, pitch. Lời chào bán ý tưởng thực sự là cách bạn sẽ trình bày ý tưởng của bạn để đảm bảo rằng mọi người tuân theo ý tưởng này và làm theo bạn và theo bạn trong dự án của bạn. Sau đây là một điều nhỏ về hình thức và định nghĩa, bởi vì đôi khi chúng ta nói rất nhiều về khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân và vân vân. Để không có sự nhầm lẫn, đây là một sơ đồ nhỏ. Trong 2 trường hợp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp mới thì đều là thành lập một doanh nghiệp. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Điều khác biệt một chút, khi khởi nghiệp thường có một yếu tố sáng tạo và đổi mới, đặc biệt về mặt công nghệ hoặc quản lý, cần phải xem xét và đôi khi nó sẽ đòi hỏi sự tập trung các nguồn lực để có thể phát triển một cách nhanh chóng ý tưởng, sự đổi mới của nó và đưa nó lên thị trường nhanh hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ có sự tập trung nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn lực khác để chúng ta có thể ngay lập tức nắm vị trí tiên phong trên thị trường. Mà đây không nhất thiết phải là trường hợp của một công ty truyền thống, nhưng sẽ trải qua một quá trình thực hiện tương tự, có lẽ chậm hơn một chút. Chú ý rằng ở đây sự chậm chạp không đồng nghĩa với sự kém chất lượng. Chúng ta sẽ thấy điều này, định nghĩa của startup.
Nhưng chúng ta phải nhận thức được rằng đối với một công ty truyền thống cũng như với một startup, quá trình tạo ra chúng sẽ tương tự với nhau. Với một startup, yêu cầu phải huy động nguồn lực nhiều hơn và khía cạnh đổi mới sáng tạo cần tính đến khi muốn có định nghĩa này. Thế đấy, đây là một bài thuyết trình tổng quát của tôi nhằm giới thiệu cho các bạn các module khác nhau mà chúng ta sẽ cùng trải qua. Và chúng ta sẽ bắt đầu với lịch sử của một người khởi nghiệp, một startupper.